EU và Cộng sản Việt Nam ký hiệp ước thương mại tự do. Tin đến từ báo VN Express, sau 9 năm đàm phán vào chiều 30 tây tháng 6, tại Hà Nội, nhà công quyền Cộng sản Việt Nam và Liên minh châu Âu đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Ông Trần Tuấn Anh là Bộ trưởng Công thương Cộng sản Việt Nam, cho biết là việc ký kết hai hiệp định trên mới chỉ là bước khởi đầu vì có rất nhiều việc phải làm để các hiệp định trên được phê chuẩn có hiệu lực. Hiệp định thương mại tự do gồm 17 chương, 2 nghị định và một số biên bản ghi nhớ kèm theo về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ và một số vấn đề khác. Theo đó thì nếu hiệp định thương mại tự do có hiệu lực thì phía Liên minh châu Âu sẽ xóa bỏ cho Việt Nam thuế nhập cảng với gần phần trăm số dòng thuế và hơn 99% số thuế sau 2 năm. Ngược lại thì phía Việt Nam cũng cam kết sẽ xóa bỏ ngay 48.5% số dòng thuế cho hàng hóa của Liên minh châu Âu. Sau 7 năm thì số thuế sẽ được xóa bỏ tăng lên 91.8% và sau 10 năm thì mức thuế được xóa bỏ là 98.3 phần trăm theo thủ tục EVFTA sẽ phải chờ Nghị viện châu Âu phê chuẩn trước khi có hiệu lực, dự kiến là vào năm 20. Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA giữa hai bên sẽ mất thời gian lâu hơn vì còn phải chờ từng nước trong EU thông qua. Để EU có thể thông qua EVFTA, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tham gia thêm ba công ước của Tổ chức Lao động Thế giới ILO liên quan đến quyền của người lao động. Quốc hội Cộng sản Việt Nam trong tháng 6 vừa qua, Công ước 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Hiện nay thì Cộng sản Việt Nam đã tham gia 6 trên 8 công ước của ILO, hai công ước còn lại là công ước 87 và 105 là các công ước về tự do hiệp hội và xóa bỏ lao động cường bức.